nhà vườn Đức Trang tại thị trấn Ek xin kính chào bà con nhé. Và hôm nay nhà vườn Đức Trang sẽ giới thiệu cho bà con đó là giống chanh dây thông đỏ mọi người nha. Đây là giống RV8 của công ty thông đỏ mà nhà em Trang đã trồng này mọi người. Khi mà bà con một số bà con đã rất là quen thuộc so với cái giống cây trồng này, mang lại rất năng suất rất là cao cho bà con. Thì hôm nay gia đình nhà em sẽ giới thiệu cho bà con đó là cái giống thông RV8 của công ty thông đỏ nhé. Giống đạt tiêu chuẩn đó là mồi rất là khỏe luôn, mồi cây con rất là khỏe nhá. Và đồng hành của công ty thông đỏ đối với bà con nông dân là 10 năm thì gia đình nhà em đã lựa chọn giống RV8 của thông đỏ là 6 năm mọi người nhá. Cho nên là khi mà với tiêu chí cây con nó rất là khỏe, mồi ghép chuẩn tỷ lệ đạt sống đến 99,9% luôn nha. Ê, quả khi mà trong quá trình phát triển này đó, quả rất là đẹp, to bóng đẹp. Ở đây đây vườn nhà em này quả rất là đẹp mọi người nhá. Đó, trồng hiện giờ đã là 1 năm rồi nhưng mà quả rất là đẹp luôn ạ. Đây khi mà thị trường giá dao động ở thị trấn Ek bây giờ từ 12 đến 14 ngàn thì gia đình nhà em vẫn là 14 ngàn mọi người nha. Đó, chanh rất là đẹp luôn, quả to bóng đẹp đây, màu lên rất là đẹp này. Bà con thấy chưa ạ, màu lên rất là đẹp luôn và quả rất là to. Đây em cầm cho mọi người xem, đó quả rất là to bóng đẹp. Đối với cây rất là khỏe, khi trong quá trình trồng thì chúng ta nhà em luôn ưu tiên đó là phun thuốc sinh học và đặc biệt là ưu tiên cho phân bón đó là phân chuồng và đầu châu Thái mọi người nhá. Đó, cho nên là cái tỷ lệ quả đó mọi người thấy không ạ, đó đây rất là đẹp luôn đây nha bà con nhá. Đấy, tỷ lệ kháng bệnh rất là tốt, cho nên là bà con nào mà đang có diện tích đất tầm khoảng cỡ 5 đến 1 hecta thì hãy thâm canh nhé. Hãy thâm canh giống RV8 này. Đó, giống chanh đây RV8. Quả cực kỳ là đẹp luôn. Đây rất là to, bóng đẹp và mang lại năng suất rất là cao. Hiện giờ vườn nhà em đã thu được trên 8 tấn rồi mọi người nhá. 200 cây và trên 8 tấn. Và đặc biệt ở trên cây bây giờ tỷ lệ trên cây là đang tầm cỡ 3 đến 4 tấn nữa. Nhưng khi mà chúng ta thu hoạch nhá, quả này và hoa nó ra liên tục. Đấy, khi mà nhà em cắt tỉa cành này. Đó, nhà em trừ lại 2 đốt cho mọi người nha. Và đây hoa này, hoa nó lại tiếp tục ra nhá, cành non cũng lại ra. Khi mà chúng ta chăm bón phân vào thì đây ạ, như đây này. Đó, mọi người thấy không? Quả này. Đó, quả rất là nhiều và đây bên cuối là lại thêm một lớp quả nữa và cành nó vẫn ra rất là ok mọi người nha. Đó, cho nên bà con mà đang lựa chọn giống chanh dây, đang phân vân không biết lựa chọn giống nào thì hãy đến, nếu mà chưa có động lực làm thì hãy đến vườn nhà em tại khu vực thị trấn Ek mọi người nha. Tại Ek này. Đó, để thăm mô hình chuẩn luôn mọi người nha, mô hình chuẩn và các bạn và bà con có động lực để bà con làm. Đó, cây chanh dây thì khi mà chúng ta làm ấy thu lại lợi nhuận năng suất rất là cao luôn và đặc biệt công rất là ít mọi người nhá. Đây. Đó, mọi người thấy không? Quả lên màu rất là đẹp. Đó, và vẫn đạt tiêu chuẩn đi châu Âu mọi người nha. Nhưng mà do gia đình nhà em bận quá không có thể hái đi Âu được đấy. Đây mọi người này, đó, quả rất là to, đẹp luôn. Đây ạ, cho nên là bà con hãy chọn giống thông đỏ mọi người nhá. Và đây bà con nhìn nhá, nhìn quả chanh này, đó, luôn đạt tiêu chuẩn là từ 8 đến 10 quả vườn nhà em nhé, 8 đến 10 quả là đạt tiêu chuẩn là 1 ký mọi người nhá. Đó, cho nên là bà con mà đang có muốn trồng chanh dây thì hãy chọn RP8 nhá. Đấy, từ 8 đến 10 quả là đã cho được 1 ký. Vỏ dày cứng và thời tiết Đắk Lắk thì rất là nắng, rất là nóng luôn nhưng mà quả không bị mềm nhá. Không bị mềm và nhà em trồng hiện nay đã là 6 năm rồi. 6 năm đồng hành cùng đại lý cấp 1 Đức Phát nha, là anh Bình ở thị trấn Gia Nghĩa nhé. Và vừa qua đây là rất là nhiều bà con đang muốn tham khảo cái giống chanh dây này tại thị trấn Ek, cho nên là đã ghé vườn em và nhà em đã phân phối giúp công ty đó là trên dưới 100 thùng nha, trên dưới 100 thùng RV8 để cho bà con chúng ta nhân rộng cái giống chanh dây này đạt năng suất cao và đem lại lợi nhuận cho cây trồng nhé. Đây cho bà con này, đó, làm phát triển kinh tế cho bà con đây. Đây mọi người nhá, quả rất là đẹp luôn. Đây, đó, cho nên là bà con hãy thâm canh cái giống chanh dây này, diện tích của nó rất là có thể chúng ta xen trồng với cho sầu riêng, cà phê đều được hết bà con nhé. Đây là cái giống mà gia đình em luôn luôn lựa chọn và
chưa có năm nào mà làm cho gia đình em thất vọng mọi người nha. Đây, quả rất là đẹp, bóng đẹp và chưa hề bị sâu bệnh nhá. Đây, đó, tỷ lệ kháng bệnh rất là tốt luôn. Rồi, chào tất cả bà con nhá. Bà con nào muốn và đang phân vân muốn tham quan cái vườn nhà em thì hãy đến tại thôn 12 xã Cư Ni, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk mọi người nhá. Nhà vườn em Đức Trang xin kính chào bà con nhé.